sinh năm 98. Em sinh năm 97 ạ. Mình sinh 90. À, năm nay 18. À, em 17 tuổi ạ. Em chưa 18. Wow. Anh có được hôn không? Có. Ai cũng sẽ được hôn bạn nữ này bởi vì bạn ấy đã tham gia trò chơi với dưa hấu và bạn ấy bị thua và hình phạt ngày hôm nay sẽ là như vậy. Và trò chơi ngày hôm nay là gì? Xin mời các bạn hãy đón xem. Theo em, nước Đông Timor thì nó nằm ở châu lục nào? Đông Timor. Châu Á. Đông Timor mình nghĩ là châu Phi. Châu Á. Châu Á chắc không? Chắc. Bạn đã nghe tên nước này bao giờ chưa? Hình như của Đông Nam Á luôn thì phải. Rồi, ok, tiếp nhá. Bạn hãy cho mình biết giáo sư Bùi Hiển là ai? À, người phát minh ra bảng chữ cái tiếng Việt mới rồi. À. Không biết. Vâng. Không biết luôn, chưa nghe bao giờ. Đi đây mà anh phi đâu, cái kia. Một cầu vồng thì sẽ có 7 màu. Thì theo bạn là 3 cầu vồng thì sẽ có tất cả là bao nhiêu màu? 7 màu, 21 ạ. 21 màu. 7 màu. 3 cầu vồng sẽ có, bạn định nói là 21 màu đúng không? Nhưng mình nghĩ là 7 màu. Một cầu vồng thì có 7 màu, 3 cầu vồng thì có 3 màu ạ. 3 cầu vồng là có 3 màu. À, 21 màu ạ. Em hãy kể tên 3 bài hát của Chipu. Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi. Bài cho ta gần nhau hơn. Cái gì đấy, ok go go, cái gì? Câu hỏi cuối cùng trong số ngày hôm nay đó là em hãy kể tên 3 thương hiệu bao cao su. Ôi. Em phải hay không biết. Không hề biết. Chưa bao giờ nghe thấy thầy cô hay là báo đài nói gì. Chưa, anh. Em chỉ biết là Durex. Durex luôn đúng không? Em chưa 18. Wow. À, ok ạ. Zex gì, no, à, cái gì mà. À... Không biết, anh chưa dùng bao giờ. Em không quên ra thấy đâu. Em kể cái loại nào mà em dùng ấy là em sẽ nhớ. Ok này, xong lại ba con sâu à? Ba con sâu là cách gọi khác, không phải là thương hiệu. Direct. Ok. Ok, trả lời nhanh thế. Thì có hai cái đấy là dễ nhất rồi. Ok, đó. Còn cái thứ ba thì cái nào mà em hay dùng hay là em đã từng thấy ai dùng hay là như nào đó? Bình minh. Có cái đấy à? Thìn. Thìn á? Thìn là cái gì? Chắc thế. Có tên, nhiều thương hiệu mà anh. Tên nó là Thìn đúng không? Ok, okay, cái thứ ba nào? Cái thứ ba. Lâm Tùng. Làm gì có thương hiệu, nó thương hiệu Lâm Tùng mà em. Thương hiệu bao cao su mà em chỉ đang mặt hàng máy ảnh à. Thế gì mà anh em ngại nói. Durex. Okanata. Là cái gì đó? Nó là một cái tên của cái hãng đấy. Tên của nước nào đấy? Của Nhật. Cái này là bạn dùng chưa hay là bạn chỉ biết tên thôi? Dùng rồi, mình có thể kể được chứ. Chất lượng nó thế nào? Nó hay cũng được. Okay. Rồi 2 trên 3. Bakasu ok. Cái này hồi bé xem nhiều. Từ hồi bé dùng. Từ chưa dùng. Không, cái đó chứ không dám dùng. Ok, tiếp. Durex. Durex. Cái này mình biết. Còn chỉ biết hai hãng thôi. Không kể được ba hãng. Không. Bạn chưa dùng bao giờ dùng cái hãng khác ngoài hai cái hãng vừa kể. Mình đã bao giờ phải dùng đâu. Chưa bao giờ dùng. Durex. Direct. Thế thôi à? Em chỉ biết thế thôi. Chỉ biết thế thôi. Vì cái thương hiệu nổi tiếng nhất. Ok, em nên thử dùng thêm những loại khác nếu mà em có nhu cầu. Rồi, cảm ơn em vì em đã trả lời sai nên em sẽ phải chịu một hình phạt. Và hình phạt đó chính là em sẽ phải cầm tấm biển này hôn tôi đi. Đứng giữa phố đi bộ để xem có anh chàng nào đấy hoặc cô gái nào đấy hoặc ai bất kỳ ai đó đi qua thì sẽ phải hôn má một cái. Nhưng mà không có ai. Nhìn anh này có vẻ ngại quá.
Sản phẩm hợp tác giữa Dưa Hấu và MGIF. Các bạn hãy like, share, comment và tải app để xem các clip tiếp theo của chúng tôi trên MGIF.